Alo, 1, 2, 3, 4. Xin chào tất cả các nhà đầu tư, tôi Tiên Đức. Ngày hôm nay Hòa Phát đã công bố nội dung chỉnh đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Thì đại hội cổ đông thì dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 3 năm 2023, và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông vào ngày 27 tháng 2 năm 2023. Thì nội dung chính của tờ trình đại hội lần này đó là nội dung về doanh thu và lợi nhuận kế hoạch. Thì cụ thể là Hòa Phát kỳ vọng là doanh thu năm 2023 là 150.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 8.404 tỷ và EPS là 1.452 đồng trên cổ phiếu. Thì cái chỉ số EPS là chỉ số là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Tức là trong một năm này thì Hòa Phát đặt kế hoạch là mỗi một cổ phiếu thì sẽ tạo ra được mức lợi nhuận là 1.452 đồng. Với các số liệu vừa xong thì chúng ta cập nhật nó vào cái bảng dữ liệu và doanh thu lợi nhuận EPS qua các năm từ năm 2006 cho đến năm 2023. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào toàn cảnh ở đây thì các bạn dễ dàng nhận ra nó là cổ phiếu Hòa Phát nó có tính chu kỳ rất là cao. Ở đây là Hòa Phát có chu kỳ là chu kỳ 6 năm. Chu kỳ đầu tiên là chu kỳ từ 2006 cho đến năm 2012. Chu kỳ thứ hai là năm 2012 đến 2019. Và mình dự kiến là chu kỳ thứ ba nó sẽ là năm 2019 cho đến năm 2024. Nhiều bạn đã thắc mắc là tại sao là doanh thu của tập đoàn thì luôn luôn tăng nhưng mà cái chỉ số EPS này thì nó biến động theo hình sin. Thì ở đây có hai nguyên nhân. Một đó là doanh thu tăng, điều đó không có nghĩa là lợi nhuận sau thuế nó tăng. Cái thứ hai đó là công thức tính EPS thì sẽ bằng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thì trong các năm gần đây thì Hòa Phát là cổ phiếu là luôn luôn là chia cổ tức bằng cổ phiếu, tức là nghiệp vụ pha loãng cổ phiếu dẫn đến cái chỉ số EPS là bị mất cân đối nghiêm trọng, nhất là giai đoạn từ năm 2021, 2022 và con số dự kiến năm 2023. Tại vì cái số lượng cổ phiếu phát hành ra quá nhiều dẫn đến cái chỉ số EPS này nó bị bất đối xứng. Thì mình đánh giá là con số đại hội lần 2 2023 này là con số mang tính chất thận trọng cả về doanh thu cũng cả về EPS. Và nhìn chung thì ngành bất động sản thì rất là khó khăn, thì nên là lãi suất thì tăng, thì mình nghĩ là một doanh nghiệp sản xuất đầu ngành như Hòa Phát thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Đó là những con số mà chúng ta có được từ tờ trình đại hội cổ đông thường niên này. Tóm lại là rất là khó khăn cho năm 2023 này. Thì đi vào phân tích của cổ phiếu Hòa Phát thì ở đây mình chia ra làm hai chu kỳ. Và chu kỳ đầu tiên là chu kỳ từ 2012 đến 2018, và cái chu kỳ chúng ta đang diễn ra là chu kỳ thứ hai, là chu kỳ từ 2018 đến 2024. Đó đó là từ khoảng
rộng này, cùng với sự khó khăn của nền kinh tế, đặc biệt là nhóm ngành tiêu thụ nhiều sắt thép như ngành bất động sản đang bị rất là khó khăn và nó được đình đốn, thì cái nhu cầu sử dụng thép cho giai đoạn 2023-2024 sẽ yếu. Một phần là do khách hàng của Hòa Phát đang giai đoạn khó khăn. Thứ hai là các ngành sản xuất các dùng thép cũng không, giai đoạn này người ta cũng hạn chế đầu tư, mượn tiền để đầu tư. Thế nên là nhìn toàn cảnh thì là Hòa Phát là giai đoạn này là giai đoạn khó khăn. Thì chúng ta đi về đô thị ở cái giai đoạn mà tầm nhìn ngắn hơn thì là ở đây mình nhìn giai đoạn này. Giai đoạn từ tháng 6 năm 2022 cho đến bây giờ. Thì giá cổ phiếu Hòa Phát đã rơi mạnh từ giá mức giá 25 về mức giá 12, tức là mức giá chia cho 2. Và giá cổ phiếu đã hồi phục lên cái mức giá 21.000. Và nếu như thuần về góc độ về phân tích kỹ thuật thì ở cái mức dao động giá từ 21 đến 2 này là mức dao động giá theo kiểu cân bằng cung cầu. Tức là bên cầu mua cũng không muốn đẩy giá lên và bên bán cũng muốn chốt lời ở cái mức giá này. Theo mình đấy, mức giá là mức giá hợp lý cho cả hai bên. Thì để mà cái mức giá Hòa Phát có thể bứt phá lên hoặc là đi xuống thì cần có sự tác động về lớn về mặt chính sách hoặc là sự thay đổi về quốc tế, giống như là Fed tăng giảm lãi suất hoặc là cái công cụ gì đó. Thì theo mình nghĩ là Hòa Phát nó chỉ dao động đi ngang. Cũng không có sự đột biến nào trong ngắn hạn thì mình cũng chưa nhìn thấy cái sự đột biến nào ở cấp độ vĩ mô cả. Còn giá cổ phiếu Hòa Phát nó sẽ lên xuống theo biến động của thị trường. Một phần là Hòa Phát là cổ phiếu có vốn hóa lớn. Với tờ trình của Hòa Phát đã công bố thì mình nghĩ là nó cũng như phiên giao dịch ngày nay là cũng là một sự hỗ trợ giá nhất định. Nếu không muốn thị trường xấu mà Hòa Phát xanh cả phiên mà chỉ có đỏ ở giờ ADC, mình đánh giá của thị trường là đánh giá tốt về cái tờ trình này. Nhưng mà mình vẫn bảo như quan điểm đó là giai đoạn này là vẫn giai đoạn khó khăn của Hòa Phát. Mình nếu mà theo góc độ đầu cơ ngắn hạn thì mình khuyên là chúng ta nên thận trọng. Còn nếu mà góc độ về đầu tư dài hạn thì các bạn có thể là cân nhắc giải ngân cổ phiếu Hòa Phát. Đó là những gì mình muốn trao đổi trong video ngày hôm nay. Mình rất muốn là được các bạn phản hồi và chúng ta có thể chia sẻ phân tích sâu về cổ phiếu Hòa Phát, cũng như là có sự chia ngọt sẻ bùi đối với sự lên xuống của cổ phiếu Hòa Phát này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thân ái và hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo.